Đây là một cái bí mật mới đặt hàng hôm qua nay có liền, nhanh ghê luôn. Để mình đập thùng ra coi cái gì trong đây nha. Wow. Gì đây? Bao tay đồ. Là sợ dữ ta. Bao tay đồ. Wow. Này nho rừng nha. Mới đặt hồi chiều qua giờ có ta, nhanh dữ. Trời ơi. Nhìn nó đẹp nè. Wow, trời đẹp. Nho rừng gì đẹp dữ trời. Thằng nào bán hàng lịch sự dữ người ta. Thùng xốp rồi bao tay rồi vậy. Mà nó chơi với các bạn thôi nha. Cái này là nho rừng mình chuẩn bị đóng đi cho khách nha, chứ không phải là mình mua. Này mình đóng gói cho khách nè, mình sẽ đóng như thùng xốp thế này mình gửi đi, tùy vào cái khối lượng và cái khoảng cách xa gần mà mình sẽ lựa chọn thùng cho nó phù hợp nha các bạn. Nho rừng là mình lựa trái chín đen nè, đẹp, không có bị tình trạng mà dập nát rồi nha. Bây giờ sẵn tiện đây để mình review cái nho rừng cho các bạn xem nha. Đây một chùm nho rừng chín đen nha. Nếu mà các bạn nhận được nho mà các bạn có muốn ăn sống á, thì các bạn lựa những cái nho chín đen như thế này nè. Rồi mình rửa sạch. Còn ở đây mình rừng rú, mình review kiểu rừng rú nha. Đây là chén muối ớt luôn. Bây giờ ăn nho rừng đó là mình lựa cái trái nào chín đen như thế này. Đó, mình bứt trái nho ha, chùi ha. Bóp nhẹ nhẹ ha, chấm một cái nè. Đó. Chấm cho có dính ớt nha. Đó, đưa lên miệng nha. Quất à. Nho rừng thì nó chua nha. Nó chua nhưng mà trái nào chín đen là nó sẽ có cái hậu ngọt. Đây, thử một cái nữa coi. Sáng ăn vài cái đỡ quánh răng coi. Cái này để gửi đi khách mình ăn vậy. Có hao hụt không ta? Bứt ra luôn cho để. Nhìn cái cuốn nó mất lịch sự quá. Quất luôn. Mấy cái nữa coi. Wow. Thơm. Wow. Ngon hay. Đông lại. Gửi đi cho khách. Trong mỗi thùng mình đều có để bó tay nha các bạn. Bó tay này để hỗ trợ cho những anh chị nào mà có cái da tay nhạy cảm á, để tránh tình trạng mà bị ngứa ngáy sơ sơ gì đó. Riêng mình thì không có bị ngứa gì hết trơn. Rồi, vậy là dám mình kêu lại là đi thôi ha. Anh chị có mua nho thì liên hệ trực tiếp mình nha. Ship đi, nếu là Sài Gòn thì ship đi hôm trước làm sao là có thôi. Còn các tỉnh thì khoảng 2 hôm.